Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn một sản phẩm mới vừa về tại công ty Toyota Hiếu Smart Tân Cảng Minh Huy. Đây là chiếc xe Toyota Innova số sàn được chủ xe mua tại Toyota Đông Sài Gòn vào tháng 3 năm 2019. Thì sản phẩm này khách hàng ở quận 8 các anh chị, biển số thành phố, cho nên anh chị nào có hộ khẩu thành phố thì sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số nha. 2019, xe đã được trang bị những cái hệ thống như là ổn định điện thân xe, hỗ trợ khởi hành ngăn dốc, hệ thống cân bằng phanh điện tử các bạn. Nói chung là những cái tính năng trang bị trên xe thì đầy đủ. Xe trang bị 7 túi khí luôn nha, 7 túi khí. Thì sản phẩm này bên Huy mới vừa lái về, cho nên là Huy sẽ giới thiệu sơ bộ cho các anh chị nắm về sản phẩm. Và giá bán của sản phẩm 2019, biển số thành phố, chỉ có 570 triệu thôi nha các anh chị. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị. Sơ bộ một vòng, Huy sẽ đi chi tiết về sản phẩm này cho anh chị và các bạn xem nha. Huy mời các chị cùng Huy xem chi tiết về sản phẩm nha. 2019, xe này thì chủ xe giữ khá kỹ, cho nên là chất lượng ngoại thất cũng như nội thất của sản phẩm thì còn rất là đẹp anh chị. Cùng đèn sáng bóng, đó, khe hở giữa các chi tiết anh chị thấy không? Cản rồi về rồi, đây phần vỏ, đó, mâm mọi thứ thì còn khá là ok. Xe này được trang bị dán phim rồi che mưa đầy đủ nha anh chị. Đó, nẹp chân kính rồi cái miếng chống trầy cửa, đó, những vị trí đường găng này anh chị thấy không, rất là đều. Và màu này là màu trắng ha, màu trắng. Đây gầm nhún thì anh chị yên tâm nha, bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng rồi và bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp hệ thống gầm cho anh chị. Khá là ok. Với một sản phẩm 2019, mức giá chỉ có 570 triệu thôi thì Huy nghĩ anh chị có thể tham khảo ha, tham khảo sản phẩm này, biển số thành phố nữa, cho nên là sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số. Đây đó, camera dè đầy đủ này, gầm một sản phẩm 2019 đời cao, giá thì chỉ có 570 triệu thôi. Những cái tính năng an toàn thì đầy đủ ha, 7 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, rồi hỗ trợ khởi hành ngăn dốc, mọi thứ đều có đủ. Anh chị thấy không, Huy quay ở ngoài trời đang nắng này, anh chị có thể thấy được cái độ đều màu của sản phẩm. Chất lượng thì khá là ok rồi. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ, Huy sẽ tư vấn rõ hơn nha. Đó, sơ bộ phần ngoại thất cho anh chị xem một vòng thì Huy sẽ mời các anh chị cùng Huy xem chi tiết phần nội thất bên trong của sản phẩm nha các anh chị. Đây, mời anh chị cùng Huy xem chi tiết về phần nội thất. Đó, phần tắp bi phía sau. Đó, còn khá là ok nha các anh chị. Đó, xe này trang bị camera hành trình ở phía sau luôn các anh chị. Ok, phụ kiện thì đầy đủ. Chất lượng xe thì bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng, anh chị hoàn toàn yên tâm. Đó. Ở dưới sàn thì chủ xe có lót sàn rồi. Đó. Xe thì bên Huy mới lái về cho nên là nó hơi dơ tí xíu, các anh chị thông cảm, nhưng mà chất lượng xe thì ok. Ghế đã được bọc da rồi anh chị, bọc da da hãng cho nên là nhìn rất là xịn luôn. Ở trên trần thì đã bọc ni lông trần sạch sẽ rồi, mình chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Tiếp theo mình sẽ xem này, anh chị xem qua thôi nha, xem qua về phần nội thất. Còn xe thì bên Huy cam kết không đâm đụng, không ngập nước cho anh chị rồi, cho nên là mình hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Ok, Huy sẽ đi một vòng cho anh chị xem ha, xem về sản phẩm. Bên Huy sẽ tiến hành làm đẹp, làm marukuri, vệ sinh lại sạch sẽ. Xe mới về cho nên hơi dơ. Đây, vị trí bên tài có túi khí ha. Đây, mặt đồng hồ táp lô á, hơi bùi thôi nha các anh chị, nhưng mà còn khá là đẹp.
Đây, camera hành trình. Rồi, đầu đầu Pioneer nha. Đầu Pioneer. Có hệ thống điều hòa trên tập lô 2019 à, đời mới. Anh chị nào mà vay á thì mình có thể là mình lấy sản phẩm này thì mình sẽ được số hỗ trợ của ngân hàng nó nhiều hơn nha anh chị. Còn về phần động cơ đây anh chị, bên Huy sẽ tiến hành làm Marukuri, vệ sinh sạch sẽ lại lại. Xe này thì chủ xe bảo dưỡng cũng khá là đều, nên chất lượng động cơ hộp số thì yên tâm nha anh chị. Bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Ok rồi. Sản phẩm này thì hiện tại bên Huy đang chào bán với giá là 570 triệu. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ Huy sẽ tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. 2019. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Nếu như anh chị nào chưa tìm được cho mình một sản phẩm phù hợp thì vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh. Hiện tại thì xe bên Huy đang về rất là nhiều, cho nên là anh chị cần tư vấn về sản phẩm nào thì vui lòng liên hệ để Huy lưu lại thông tin. Có xe Huy sẽ báo sớm cho các anh chị. Rồi, Huy xin chào và hẹn gặp lại ạ.